Tên là gì bác nhỉ? Quý. Bác Quý. Rồi nha. Cơ sở gỗ Tùng Tán xin kính chào bác nhé. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà bác Quý tại xã Yên Dưỡng, Cẩm Khê. Hôm nay thì đến là bàn giao gia đình nhà bác một chiếc sập ngũ phúc, sập ngồi gỗ Tùng Tán đây. Còn trước kia thì chúng tôi cũng đã bàn giao trước các bàn thờ cũng như là kệ tivi cho gia đình bác rồi. Hôm nay tiếp tục lại thêm một sản phẩm nữa là một chiếc sập ngũ phúc. Chiếc sập này thì có kích thước là 1m6 đây và chúng tôi vừa lắp đặt và bàn giao cho gia đình nhà bác đây. Đó, vị không gian thờ, phòng khách rất là đẹp. Đây, thì để đi vào đường nét chi tiết một chút về chiếc sập này, giới thiệu một chút về chiếc sập này cho quý vị xem tham khảo cũng như chiêm ngưỡng. Chiếc sập này thì có kích thước là 1m6 x 2m, dạ dày 10 phân, chân 24, cũng như là khuôn mặt ván là dày 2 phân. Và được đục chạm theo mẫu là mẫu ngũ phúc Tùng Lộc quý vị ạ. Đây, đây là hình ảnh phần chi tiết cái phần đục chạm của chiếc sập này. Chân là chân 24 đục. Đây, đây có một cây tùng này và một con tuần lộc và được chạm khác là kênh bong. Rất là kênh bong và cũng như là đường nét thì nó rất sắc nét đây. Đầu chân là có một chú rơi. Tiếp theo rồi, phần này là già phần dạ triệu ngũ phúc. Và những cái video tôi đã quay ở xưởng rất là nhiều rồi thì các bác nào muốn xem chi tiết và hình ảnh nó sẽ đẹp hơn, hình ảnh bên ngoài sáng hơn. Hiện tại trong nhà nó hơi tối một chút. Đây, chính giữa là có đôi chim điểu đây, cũng như là cái hoa văn họa tiết rất sắc nét. Thì tôi lướt qua một chút vài hình ảnh cho mọi người xem. Đây, phần ván mặt rất là đẹp quý vị. Khi kê thêm một chiếc sập này vào không gian phòng thờ này thì rất là đẹp. Đây, bên này thì có chiếc kệ tivi cũng như là một chiếc bàn thờ gỗ mít. Ngày xưa thì chúng tôi đã bàn giao một thời gian trước rồi thì hôm nay bác lại tiếp tục tin tưởng và ủng hộ thêm các sản phẩm bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Rất là đẹp quý vị. Đây là hình ảnh bác Quý đây quý vị. Đây là khu mấy Yên Dưỡng bác nhỉ? Khu 10. Ok mọi người nhé, đây là khu 10 xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và quý vị là có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp phía bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Xưởng có địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ này. Website đồ gỗ Tùng Tám.com. Số điện thoại 0957 510086. Và xin cảm ơn mọi người nha.